chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Lê Cona shabd behta vakt baaki vyakaran hai sakt mera takt hai mera takt hai ye amaran wo aagman ya ho brahman parikrama hazar hai char hai kya chand uske paas jo misal hai sawal hai na hai jawab ye khayal se na va. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn ca khúc hot thì bất, đó chính là ca khúc Fearless. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và đừng quên nhấn vào chuông thông báo để mỗi khi Bin có video mới thì tất cả các bạn sẽ người xem đầu tiên nha. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay thôi. Ok, đầu tiên mình sẽ đặt qua như thế này ha. Hit em 1, 2, 3 và 4. Rồi, đúng chậm nha. 1, 2, 3, 4 và. Rồi mình sẽ nhảy lên. Dùng chắc, dùng chắc, dùng chắc. Mở ốc, mở tay và ốc. Thì cùng lúc đó mình sẽ nhún cái phần chân của mình như thế này ha. Rồi sau đó mình sẽ mở qua bum, là mình bước chân bên phải hèn rung rung bên trái, sau đó mình sẽ mở bum chắc bum bum up hèn up và lên. Mọi người lưu ý đến phần này sẽ là dọc đấy ha, feel lé. Rồi sau đó mình đặt qua up. Rồi nhấn lại nha, 5 6 7 8 1 2 3 4 và 5 hèn 6 hèn 7 và 8 ốc 1 2 3 và 4 và 5 6 8 ốc ốc. Phần vai mình sẽ xoay 2 lần rồi dần ốc. Rồi ok, sau đó mình sẽ đặt 1 ôm 2. Rồi mình bật cái phần chân của mình lên đằng trước, dùng chắc dùng chắc. Phần vai và phần hông của mình sẽ đánh lên như thế này. Cùng lúc đó mình sẽ rửa đầu ra nha. Bừng chắc, bừng chắc. Sau đó mình sẽ vuốt lên một cái. Phần chân của mình sẽ nhón như thế này. Phần hông của mình sẽ đưa ra. Ok, 1, 2. Rồi mình sẽ dặn chân bên này trước, 3 và 4 và. Lúc này đầu của mình sẽ là 3 và 4 và. Phần tay của mình sẽ mở ra như thế này ha. Phần ngực căng, 3 và 4 và. Rồi mọi người đặt 5 6. Mình sẽ ôm lại một lần nữa như thế này, 7 và 8 và. Và mình làm lại động tác cũ, bước chân trái nó ra ngoài. Up and up and feel less và hấp. Là mình sẽ dành như thế này. Ok, bây giờ sẽ làm một lần nữa, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục tốc độ chậm nha. 5 6 7 8 1 2 3 bừng chắc lên và lên lên và mở ấp bừng chắc mở qua xoay xoay đạp em đạp dần feel less hợp em 1 2 3 và 4 và 5 6 7 và 8 và 1 2 3 và 4 và bưng bừng chắc I'm feeling less hard. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng viết thử với tốc độ chậm nha.